Rồi, xin kính chào tất cả anh em. Nay bán ít đồ anh em, bán ít hôm nữa mình nghỉ nha anh em. Thì giờ anh em cần gì thì liên hệ trực tiếp mình mua hàng nha. Đừng nhắn tin lung tung trên phần bình luận nha anh em. Thì giá cả mình báo ở đây, anh em nào hợp lý, hợp nhãn thì mua nha. Cái nào không hợp nhãn mình bỏ qua xem chơi thôi. Rồi, xin cảm ơn. Đây, mình quay sơ tổng lực cho anh em xem những mặt hàng bán trên đây. Mình gọi xong mình tiếp tục công việc cho mực của mình. Nói chung cận gần anh em đặt hàng mình cũng nhiều cho nên mình cũng khá là bận nha anh em. Rồi mình đi vào cụ thể nha. Quên nè, phía sau mình có cái đèn led nè, đó. Chút mình quay anh em nhớ nhắc nha, để hơi quay sao quên. Giá bán 800 ngàn cho cái đèn led đó anh em ơi. Rẻ xinh. Thôi để quay luôn để hơi quên. Đây. Mình chế cái giắc sạc ra nghe anh em, chế cái giắc sạc ra. Đây. Cái giắc sạc, bỏ giắc sạc zin, làm lại cái giắc ấy. Cái này mình có đăng Shopee bán cả triệu nghe anh em, tại trên đó chi phí sàn nó cắt cổ nhiều lắm. Tầm 10% mười mấy phần trăm luôn. Đây, đèn của Nichido. Đèn này mình bao đốt trên 2 giờ trở lên nghe anh em. Đèn này đèn ui da. Dính công cước. Đây hàng nói chung ngoại hình còn còn bén nha, ngoại hình còn bén lắm. Thì cái đèn này nó rất là sáng nha, cái này mình bán cũng nhiều, còn cái hai kìa. Rồi sáng anh em thấy không, nó xa lắm nha, xa lắm. Rồi 800.000 anh em, đây đèn to nha. Tám trăm là chưa có giắc sạc nha anh em, quên chưa kèm theo sạc nha. Rồi bán hai cái món này 300.000 đồng, một cái khò và một cái mỏ hàng 20W cho anh em làm điện tử nha. Cái này có thể khò là lấy linh kiện. Con cái khuyết điểm là nó bị bể mới bán rẻ nha. Chứ hai món này là cũng giá trị lắm, con này nguyên cũng giá trị lắm á, khò nhanh nóng cực nóng luôn. Nó có độ cool và lạnh y như mấy cái màu khò bãi mình bán thôi. Cool và hot là nóng. Kiểu lạnh là y như nó chế độ nó là thổi gió anh em. Con này rất là mạnh nha anh em, 1 kW rồi. Đó, điện 100V bao sóng hết nha. Cái này mình khỏi test để mất thời gian, mình sẽ rồi test riêng. Đồ Nhật xài 100V mình xài không bao giờ hư nha anh em, mình chưa có hư cái vấn đề gì hết luôn nha. Cho nên mình bao sóng cho anh em, mình đã trải nghiệm rồi. 300 chuyển khoản bao phí luôn. Nè, một cái kho xịn sò với một cái mẫu hàng 20W của Nhật. Có 20W nha anh em. Hàng đồ mấy cái anh em dù hàng dây lo đồ điện tử rồi đó. 300 ngàn cho món này, mã số 11. Mã số 10 bán 270 ngàn một cây cưa, dài khoảng hơn gang tay mình. Cưa cán gỗ, lưỡi còn bén, ok. Này hình như mình đi bãi mình mua về dùm cho anh em luôn á, tốn tiền đóng gói với tiền ship chơi vậy đó. Một cây cưa của Nhật, thằng này nó cũng giống y Game Boy như anh em, mà Game Boy nó khá khắc đẹp chữ đây, nó cũng là một thương hiệu của Nhật. Lưỡi bén tầm 80% trở lên nha, 80% đi, cưa vẫn ngọt bình thường nha. Anh em muốn mua dũa cưa thì mình có bán luôn nha, dũa cưa hai lá nhỏ trong khoảng 150 thôi. Lưỡi Nhật, lưỡi dũa Nhật nha, lưỡi 2 tấc mốt, nó xài chung với lưỡi Game Boy nha anh em. Hình thức thì mình có quay rõ để anh em nhiều khi thấy đó, kiểu như nó bị dí á, mình có đánh ra sáng nha, cưa còn tốt nha. 270.000 chuyển khoản bao phí nha. Tùy theo giá trị hàng, cái món nào mình không bao phí là không nha anh em chú ý giùm em. Cái này cho anh em chơi bonsai nè, ba cây này 350.000, cưa này chưa sử dụng nha anh em, nhỏ hiếm và mắc tiền. Một cây cưa lách á, dài khoảng hơn 10 cm, chưa sử dụng nha, bén lắm. Chơi cưa bonsai nha, một cái cưa này cũng dạng cưa lách nè đó, rồi chắc 15 cm á, có cái vỏ luôn đó. Hàng nội địa Nhật hết nha, hàng nội địa Nhật nha anh em, rất là nhỏ gọn bonsai. Một thêm một cái cưa này chưa sử dụng luôn, chưa vệ sinh luôn nha, nó in sao băng. Cái lưỡi nó tôi á anh em, nó tôi anh em thấy là cái nước tôi, cái lưỡi này sáng ủa xanh lè, chưa vệ sinh luôn mà nó đẹp cỡ này nè. Cái lưỡi nó để bãi bị dĩ á, con này mắc tiền lắm anh em, nhỏ nhỏ cho nó mắc.
lưỡi nó tắt hai. Cái này mấy cái lưỡi trên mấy cái shop, nhiều shop trên Shopee người ta có bán, thay thế hết nha anh em. Hàng xịn sò luôn. 350 cho mã này, mã số 9 chuyển khoản bao phí nha. Mã số 8. Mã số 8 mình bán 150.000 không bao gồm phí. Cái này mua cũng hơi mắc á, để lâu ít dùng tới mình bán, tại vì mình sử dụng những cái đầu khẩu này không à. Cái này nó 14, 13 nè, 12 mình cho thêm cái đầu tớp nè, 11. Lại thiếu cái đầu 10 đó, 9 đi rưỡi. Lại thiếu cái đầu 10 sao anh em xài. Thôi cái này bỏ lại đi, thiếu cái đầu 10 sao anh em xài. Số 7 này bán 450. Quên. Chuyển khoản bao phí nha, một bộ lục giác qua thị tôi có lỗ, nói chung thì mấy cái này thì quen thuộc để mở vỏ pin rồi ha. Vỏ pin đồ linh tinh. Không có nó không được đâu anh em, nói với những anh em làm pin. Cái này hôm bán 250 nè, mình bán trên Shopee cũng bán nhiều lắm. Giờ bán cho anh em chung bộ này thì là hai mà hai cái 450.000. Này hàng xịn sò chưa sử dụng nha anh em, kiểu như hàng trong hãng nó sản xuất nó bị lỗi á, khuyết điểm á, là nó bỏ luôn nha. Lục giác này của A ra băng nha. Từng chi tiết một cây nhỏ nhất nó cũng khắc lên nữa. Anh em xài càng ngày nó càng bóng. Như thằng này nó có lực hết 500 á anh em. Như cây này không ạ. Cây này 18 18 6 5 4 3 2 và 1 ly rưỡi nhỏ nhất nha anh em. Chúng mình đủ size hết, tại như mình lấy ra cây 8 rồi để mình đắp vào cây 8 nữa. Anh em muốn mua lẻ này cũng có nghe, 250 cũng giá cũ. 450.000 cho mã số 7 bộ lục giác. Lưu ý cái này là có cái phần này nữa anh em dặn, có thể đa góc nha. Ai da bằng á, hàng chưa sử dụng. Xài siêu trâu luôn. Số 7 450. Số 6 300.000 hai cái vòi xịt nước của Kakudai. Con này bán cũng chẳng lãi bao nhiêu. Cái này 150, cái này 250 rồi. Đó bán anh em 300.000. Chuyển khoản bao phí luôn. Cái này có cái khuyết điểm là anh em về lấy cái con tán và anh em lấy cái gì anh em đóng chốt nó lại nha. Cái này là y như vậy, mẫu như thế này là lụm thôi. Cái này là nó sử dụng cốt nó bằng đồng nha, đồng thau cho nên nó rất cực kỳ bền. Cực kỳ bền nha. Chuyện nó có chế độ xè ra để cho anh em tưới lan mà anh em bóp nhẹ đâu đó. Có thể xịt mạnh là tùy theo cái vòi nước mình, ví dụ cái bồn nước mình để trên cao thì nó lực càng mạnh, khỏi cần phải tắt máy luôn, rửa xe là thoải mái luôn á. Tưới cây xịt xăng đâu ok nha. Có cái vòi sẵn này anh em mua về, mua cổ dê bắt vào cái ống này mình nữa là tuyệt vời luôn. Bằng đồng hết nha anh em. Này chưa vệ sinh luôn á. Kakudai 2 cây 300.000. Chuyển khoản bao phí luôn, mã số 6. Cái pin Sony này pin Sony này hôm trước dẫn trăm viên rồi thì mình bán hết rồi nha, gần hết hết còn như đây nó hết hàng nè. Đó anh em nào có chốt tiếp, có khách thì có khách nó lại giống cái bình ắc quy mà sao không thấy bán luôn. Có khách dặn chừa 2 viên còn lại chắc 12 viên, 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên đó, 55.000 viên. Anh em lấy hết thì 52.000 viên là tức là 1 chục 520. Anh em này đóng pin này, lưu ý pin 3V2 nha. Pin 3V2 của Sony mới tuyệt đối. Pin 3V2 nha anh em. 26650. Cái này anh em lấy 8 viên đóng ắc quy hoặc 4 viên thôi. Xả nó 30A mà là tức thời ở liên tục á, còn tức thời nó lên tới 45A là thoải mái cho anh em đề những chiếc xe Honda. 4 viên thôi. Còn anh em nào xài nhiều nuôi mắc cây xe tay ga đó, đóng 8 viên là tuyệt vời luôn. Cái này anh em muốn đóng mình bảo hành 5 hay 5, mình tính tiền giờ bảo hành 5 hay 5 bình thường nha. Từ khi cái sạc trên xe mấy anh hư thôi, chứ còn cái pin là không thể nào hư. Pin 3V2 nha anh em. Nó đắt có thể gấp đôi cái ắc quy, nhưng mà tự anh em biết là lợi ích của nó là nó đem lại là anh em đậu 3 tháng anh em ra đề cũng được. Còn ắc quy anh em đậu 1 tháng là bỏ luôn. 55.000 viên lẻ. Anh em mua số lượng thì bán 52.000 ha. Bán hai con khoan này 550. 550 một con khoan 7V2, pin này nó còn sống chạy luôn anh em, nguyên zin. Mình tính tháo ra coi thay pin thôi để vậy, bán cho anh em về xử lý. Con 7V2 hình thức coi. Cũng còn ok anh em, không có sống lắm. Dính
bài có đi cánh ra ha. Cái này bỏ luôn đi. Con này xài tuyệt vời lắm. 7V 2 nha. Pin còn sống. Còn chạy ok luôn. Nè, con này là 14V 4. Nó có cái mà được cái này là nó có mặt sẵn anh em về thay sale là dùng thôi. Con này cũng còn khá là mới nè. Cắn bãi tí xíu. Đó, anh em thấy nè. Con này anh em dùng dầm nặng, khoan tường, khoan gỗ, mũi xịn xịn là khỏi phải mấy bàn luôn nha. Mấy con 14V 4 này nè. Mình dùng con để khoan mấy cái lỗ để bắt cái dắt rồi anh em. Còn con này thì anh em làm đồ nhựa. Mở ốc nhựa là tất các kiểu. Kể cả anh em kiểu độ mạch lại cho xả trực tiếp anh em khoan cũng được nữa, mà tại tua chậm thôi. Hai con này bán 550 nha, một con còn pin và một con chết pin. Con 14V 4 chết pin. Hai cái mạch này cũng có cái mạch sẵn rồi, anh em khỏi phải tốn tiền mạch tàu. Cái này tại mình đừng ốc vít nha anh em. Chứ không có gì hết à. Nè. Hình thức nó có xài xước nha anh em. Tính ra con chưa được 300 ngàn nữa anh em xài là tuyệt vời lắm. 550 hai con. Cái này anh em làm tủ nhựa, tủ mấy cái dán ép đồ đó, anh em xài mấy cái này bắt vít là ok luôn. Chưa kèm sạc nha. Bây giờ bán cho cái này hổng bán giờ. Còn một ít nè. Hôm nay mình bán sale Tết cho anh em luôn là 1,1 triệu một bộ. Bộ này là bộ sạc xả. Sạc gọi xả luôn nha anh em, nó sạc 19V đổ về. Đó ví dụ pin 18V anh của anh em mình nó cạn 15V thì mình có thể sạc tạm nó là 19V mình dùng ha. Còn ví dụ 1S, 2S, 3S là anh em dùng tuốt tuần tuột hết, mua lần anh em khỏi phải mua nữa, khỏi phải sạc lung tung. Cái này mình giới thiệu sơ thôi nha. Cái này hàng nhà máy bên nội địa Trung nha anh em. Bên Việt Nam mà không có nha, nó có bán ở bản thương mại tiếng Anh cũng khoảng 1,4 triệu trên Shopee người ta bán là ở cũng shop ở Sài Gòn nè. Kèm theo một củ sạc nha anh em. Củ sạc xịn chà bá. Nhiều khi mình có bóc lộn cái củ sạc nó cũng là một lò nó về, nhưng mà có củ sạc nó nhỏ hơn. Mà nó kèm theo như thế này nhiều khi khách cũng la mình. Khách khó cũng la mình nhiều khi. Thôi mình nó có kèm theo củ sạc thì khỏi phải ghi thương hiệu. 1,1 triệu. Cái này mình anh em mua thì mình sẽ gửi clip test đi. Giờ để test lên mất thời gian lắm. Dạ xả là 85W nha, xả là xả 85W thì ví dụ anh em test khối pin 21V đi, mình tính 20V đi, anh em chia ra 85W chia ra 20V. Đã ra dòng bao nhiêu ampe, ví dụ test một viên nó ra tới 20 ampe lận. 1,1 triệu một cái. Cái này mã số 2 bán 300 ngàn. Cái này mua. Cái này là kiểu như bộ kích đề anh em, bên Nhật nó dùng nè. Cái dây này cũng chất lượng nha, dây chà bá lửa nè. Cái bộ dây này cũng xịn sò nên em biết cũng 150-200 ngàn rồi. Cái này cái ắc quy là mình cho luôn. Mình cái ắc quy chiếc xe mình tháo ra nha. Tại cảm giác mình nó yếu thôi, yếu tí xíu thôi, khoảng chừng 70-80% thôi là mình thay pin sắt vào mình dùng rồi. Chứ này anh em về lắp quay riêng dùng như quay. Cái này loại tròn như quay, bình riêng mình không có chạy riêng mình không biết bình như thế nào. Mấy dòng quay gì mấy cái xe ấy rồi mình thoải mái ha. ZS này mua như 280 ha. Đó. Cái này còn này chút mình sẽ test vào cái sạc bình luôn. Nguyên zin của nó là dùng để sạc, nó dùng bình ắc quy luôn nha anh em. Nguyên zin nó cũng là dùng cái bộ kích này nó dùng ắc quy và nó sạc rồi nó xả trực tiếp nè, nó đấu âm dương xả trực tiếp trên cái cục pin ắc quy này để cho anh em đề máy xe 4 chỗ 7 chỗ á, có dắt sạc điện thoại đó. Cái này nói chung là bỏ giờ ắc quy này nói chung là anh em về lắp này vô anh em xài tạm thôi cho xe mình thôi, chứ còn cái này anh em muốn làm kích thì chắc phải đóng pin nữa. Anh em muốn mua quy mình bán luôn 100 ngàn nha. Muốn lẻ mua cái này để mình đâu cái giỏ mình đóng pin sao cũng được. 300 ngàn mua nguyên bộ, có thể lắp pin tép vào nha anh em. Hôm nay có xé lẻ bán pin tép cho anh em nè. Đó pin mới tuyệt đối, pin này trong cái bộ kích hôm mấy bữa nay mình bán hết luôn rồi. Anh em dặn ha, cũng còn mà chưa có sạc cho anh em xem nè, một đống xác luôn mà chứ không phải dễ ăn đó. Đằng kia nữa còn bên đây nữa chứ không phải như đó thôi đâu. Mình mua hết, muốn hết cái bãi đâu, không ai mua hết á. Mình về mình sửa anh em, mua trên 30 con mình bán sạch xanh xanh luôn. Bây giờ anh có khách vẫn đặt hàng, mình tối nay mình sẽ làm, mình mai mình báo cái gì mình giao.
giờ còn pin nè, pin này xả tới mấy trăm ampe lận anh em. Đó, anh em thấy cái dòng xả nè, pin này mình chế nè, đây mình lắp cái mạch ra mình chế hai cái dắt ra để anh em biết chi, để nạp cân bằng lại. Nó pin này nó để bãi lâu lâu quá anh em, cân bằng xeo lại mình rồi mình lắp vào trong những cái bộ kích đó. Anh em muốn mua tép về là 250 ngàn, pin ba mình lựa pin nó không phù, không có bị, nói chung là mình tăng áp lại hết đều cho anh em. Cục này thì đẹp quá, nhiều cái cục nó bị mình tháo ra nó bị kiểu như nó bị mớp á, tại vì nó quá chắc kiểu như dạng nước á, làm xịn sò. Cục này mới quá mới nè, lấy mẫu cục này mấy anh đòi giao khi lòi cục này không có chết á. Ví dụ như cục này mình sàn xeo nè, anh em thấy anh nhìn nó có bị sần sần cái lớp bạc bên ngoài này, mình cân bằng mình nạp xả cho nó đều. Ví dụ mình lắp là hai khối nha, mình nạp cho nó đều volt, mình nạp lắp vào 250 ngàn khối. Khối này 12 volt, pin 3.2 nha, 4 ampe. Này là pin tiễn lựa nha anh em, tại dư á, bán á, chứ còn mấy cái mạch lỗi mình chưa có thời gian để sửa. Thôi giờ tới đâu tính tới đó đi. Ví dụ cái này anh em vào là đề trực tiếp luôn, thoải mái luôn á. Ví dụ anh em mua thêm cái này nữa, về anh em lắp vào đây nè, đề vô tư luôn, xe 4 chỗ 7 chỗ là thoải mái. Cục ắc quy nó xả tới cả 100 ampe lên anh em, cho nên là anh em xe nào 4 chỗ 7 chỗ anh em bình yếu đó, anh em lấy cái bình xe máy ra anh em đề vẫn được á, kích đề phụ nó vẫn được á. Cái này khỏi ghi giá nha, anh em mua tép pin 12V 250 ngàn, mình để đưa cho anh em dây gì luôn, cho mình lấy cái thôi, cho anh em cái dắt này dây ba lăng này về anh em cứ mà biết hả làm nha, về nghiên cứu đấu thêm cái mạch xả mà mạch kích đề chừng hơn 100 ngàn nữa, lắp vào cái hộp nữa là anh em kích đề 4 chỗ 7 chỗ thoải mái á, mình bao luôn á ha. Pin cái dòng bị xả nó kinh khủng đó. Mà số 4 mình bán hai cái món này 450 ngàn, chuyển khoản mình bao phí nè. Một cây mài khuôn mini, một cây vít, nói chung bán kèm theo đơn vậy cho gói trong lần anh em, nó đỡ cực gói. Với lại tiền ship nhiều khi mua cái nó cước COD nó 30 có nơi 30 mấy ngàn, anh em chuyển khoản thì mình bao phí. Cái này mình lên một xeo 40T chưa kèm sạc nha anh em, xài cái dắt sạc sim của nó, con này rất là mới hàng ngoại, cái thương hiệu nó đây cho nó là hàng Đài Loan Trung Quốc gì đi, 40T 40 mm nên xài thoải mái luôn. Cái này cảm giác lắp cái đầu này vô nó hơi bị quơ nhẹ, hay là pin đầy quá nó mạnh. Một cái con vít Natisonan, con này xài nó chung một tuyệt vời lắm, hai cấp nhanh chạm bao chạy nha. Cái này chưa lên pin, không có rảnh lên pin, nó còn hơi lắc, lắc cục pin quá, cục pin mình chưa cố định chắc, chưa sạc nha anh em mua cái củ sạc hồi nãy nữa thì anh em về dùng thoải mái. Muốn mua cái này thì 250 ha, muốn mua cái này thì 250, mua hai con có 1 con nó xấu quá, 450 ngàn, chuyển khoản bao phí. Lưu ý con này chưa có pin nha và chưa có sạc nha. Ngoài ngoài đây có mấy món này à, đây có con này hởm có 2-3 con, mình bán 2 con à. Con này để lên để chưng để mở test rồi mấy con bu lông khác thôi, anh em nào mua liên hệ. Cục pin như mình lên là Sony C4 4.2 ampe luôn. Con này dọn như full mới nha anh em, y như mới. Than đã thay than mới, cò mình đã làm lại cái tiếp điểm hết, y như mới, xài cực mạnh luôn. Con này cho anh thợ sửa xe mượn mấy ngày anh hãnh khoái rồi mua con này, nhưng mà mình tư vấn sang cái vỏ cũ hơn để rẻ hơn tí xíu. Tại vì tay chân anh dùng gần mấy bữa là nó nhớt nhau dữ lắm. Tại anh dùng mấy con Trung Quốc là không con nào trụ quá 6 tháng. Con triệu mấy 2 triệu không à. Mình không có nói thương hiệu nào nhưng mà cũng đình đám ở Việt Nam á. Không quá trụ quá 6 tháng. Lực này con này là 500. Thông số nó ghi là 500, cực đại nó lên tới 500 mấy. Sửa xe không ta là bắn là bao hết luôn, dòng ốc nồi, tay ga các kiểu là bao luôn. Đã giao cho thợ sửa xe rồi. Còn con này nghe nè, anh em mua liên hệ hơn 2 triệu ha, luôn pin luôn là hơn 2 triệu. Còn mình cho quay sơ này, nói với thằng này là chung một mã.
Rồi này cho anh em là cái giỏ 6 anh bán. Để mình cắt mình lên đế Makita cho khách dùng pin Makita anh em. Đây là cụm búa đó. Cụm búa âm nó làm dạng kiểu bi trượt nè anh em, trượt xong rồi nó giọng búa nó làm rất là hay. Tinh tế lắm, Panasonic. Còn này Panasonic nó cũng làm thứ Panasonic. Cụm búa chà bá nằm trong đây. Xài cái motor dục đâu rồi? Motor bỏ ngoài rồi, bốn cái chổi than cho nên cái tiếp điểm của nó, cái tiếp điểm nó dẫn điện, bốn chổi than nó dẫn điện tốt nha anh em, nên nó rất là mạnh, cái motor nó rất là mạnh. Anh em thấy cụm búa là thấy ăn tiền rồi. Còn con này nha, cái này là cái mã nó của nó là ở thị trường khác. KWE190 Pro, anh em cứ gõ lên YouTube ở trên Google là có, sản xuất ở Trung Quốc. Con này thì đặt tên là Kuken, mạch thiết kế giống nhau chỉ khác cái tên gọi thôi. Nó có những dòng đời cao máy ra băng nha anh em, nhưng mà chỉnh điều chỉnh cấp lực đây là dòng cao cấp hơn, có chế độ chống nước luôn nữa. Con này thì gia công Trung Quốc, Panasonic cũng Trung Quốc, kiểu thằng này nó sản xuất ra xong nó phân phối thị trường nào đặt khác cái tên thôi, cũng như AEG GitGit. Còn cái pin này là pin 33140, mình đóng lưu trữ cho khách 12V 45A. Mình tháo ra khối xe điện anh em, mình quay sơ để anh em biết nhiều mặt hàng để bên mình đang có. Pin tháo ra nội trợ cực đẹp không, cỡ 2.4 này, mình đo rồi mình 2.5 đó, đo rồi để mình chuẩn bị đóng. Pin vuông đố pin 33140, pin sắt 3/2, mình đóng rất là cũng khá là nhiều nha. Anh em xài là rất là ok luôn. 2.4 đều răng rắc hết nha anh em, cái số vol nó đều răng rắc hết. 2.2, 2.4, 2.3, số vol vô cái mạch của nó cân bằng tuyệt đối luôn, không lệch áp luôn. Khói pin vàng nè, mình mua tiện chọn thì nên nó giá nó cũng hơi tê tí xíu, mà giá nó cũng vừa chơi mà. Đây cái bộ kích đề này quay sơ thôi cho anh em biết thôi, chứ cái này giờ bán sạch rồi, giờ còn xác với vỏ, anh em muốn mua xác mình bán xác cho. Để mình cắt cái nguồn DC 12V ra để mình test cái này. Cái này là cái này bán 150 nha anh em, cái DC ra 100V 100W. Có cổng sạc, cái này là sóng vuông nha, có quạt tản nhiệt. Xài trên tẩu ô tô á. Ví dụ như cái nào. Đây, mình thử coi nó tải nổi cục không. Cái này mã số 1 mình bán là 500.000, cái này là cái bộ sạc bình nha anh em. Cái này là cái bộ sạc bình. BL đây nè, mình cũng có thương hiệu BL, cái này mình bán năm rồi tới năm nay, mình bán trên sàn cũng rất là nhiều nữa, trên sàn có nơi ta bán tiểu á, mình bán 750. Cái này là full bộ dòng cao cấp, có màn hình led các tiểu. Cái này anh em mua mình sẽ làm, của mình sẽ gửi cái link cho anh em xem cái clip của mình đăng. Tự động nạp tự động nha, test CCA các kiểu, phải này full hợp mình không có tháo, dây kẹp bình chất lượng chống ngược cực các kiểu. Này một điện zin 100V nha anh em. Điện zin, con này gia công Trung Quốc hết, BL luôn nha. Sản xuất Trung Quốc, nó đem về Nhật nó sử dụng. Nó bán thì từ Nhật vậy đó. Cái này có màn hình led. Con này dòng cao cấp, điện 100V là khó hư lắm. 750.000 là mã số 3. Con này xài dòng nạp nó 14.5V này, anh em nạp pin sắt là luôn ok luôn. Cái này số 1 đi. Cái này là kiểu cái nó khác. Cái dây nó nằm đây. Con này cũng Trung Quốc thôi chứ không đâu hết á, sản xuất Trung Quốc luôn. Tại cái lò nó sẽ là nhà máy Trung Quốc nha anh em. Con này cũng còn khá là mới á, cái này cái sạc nha, cái sạc. Cái này có thể chế được cái này anh em có thể chế lắp cái pin siêu xả này nha. Sạc cam này vào anh em kích đề luôn cũng được đó. Nhưng mà dây thì nó phải làm rời, cũng hơi khó ha. Mà trong cái này thì phải chế nó phải thay dây nó lung tung lắm. Vừa sạc vừa kích luôn cũng được, nhưng mà phải chế độ chế thêm để cấp nguồn vào. Cấp nguồn vào nó chưa lên nguồn đâu nè, bật lên nó cũng chưa lên đâu. Chán quá.
sạc được ra dòng 8 ampere nha anh em. Ô tô nhỏ là máy cài xe thuyền luôn. Thì nói chung là 100-200 ampere sạc nó càng lâu thì nó càng tốt cho bình thôi ha. Sạc càng lâu thì nó càng tốt cho bình, nó không có vấn đề gì hết. Để mình kẹp qua dòng, khi anh em kẹp vào bình nó mới kích hoạt lên. 500 ngàn anh em chuyển khoản mình bao phí luôn. Biên bọng công cụ thì hôm nay mà anh em mình không có đăng, nhưng mà anh em biết mình thì anh em cũng vẫn đặt hàng nhiều lắm nha. Mình thì anh em cần thì anh em liên hệ. Không, bây giờ mình nạp thử cho khối pin sắt này nè, cho anh em xem trực tiếp đây luôn. Đây nè, mình đưa hai dắt nguồn ra nha, anh em xem cái đồng hồ đo dòng nè. Đây, 500 ngàn. Kích hoạt lên là nó tự nó ấy lên nè. À, cục pin này đầy nè. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ nổi đèn lên. Đó, cục pin này mới có 12V đầy ha. Mình đang cân áp đó anh em. Đó, để mình ấy qua cái ắc quy này nha. Đó, nó tắt hả anh em thấy không? Mình ấy vào bình là nó máy nha. Nó tắt cái đèn đó. Để quay cho đây cho em thấy. Cái này cái bình ắc quy mình cũng như nạp cũng đầy rồi. Để mới tháo ra mấy ngày nay. Đây nè, đầy rồi, nó ăn dòng rồi, tự động luôn. Nó đèn lên báo đầy. Còn ăn dòng có 0.10 mấy à. À, gần đầy. À, cái mạch này giống của nó bị hạn, nó hạn chế không ta. Cái mạch này nó cục pin này đáng lẽ mình 12V nó còn nạp được nữa chứ. Để mình làm lại coi sao. À, giờ là mạch nó ngắt này nghe nè. À, cái quên, cái cục kia nó chịu tải không nổi. Rồi nó lên tới 8 ampere, 12V nó lên 90 mấy W. Cục này chịu tải không nổi. Cái cục đó nó có 100W rồi. Thằng này lên 8 ampere này 13V nó lên tới nó hơn 100W rồi. Thì đương nhiên rồi. Mình thấy nó chớp chớp mình quên để ý. Nếu nó nạp 8 ampere luôn nha các. Tiếp chưa? Đó, mình test cho anh em xem nó hơn 8 ampere luôn á, công sức của Nhật nó làm là không có thiếu. Đó, thấy chưa? Báo rồi. Thôi test vậy thôi nha. Cái này thì nói chung là mình nạp vẫn được. Cái mạch này là mình, cái mạch này mình nó tới 30A nó sạc tới 10 ampere vẫn được, nhưng mà mình nạp vậy nó không tốt cho pin thôi. Đó. Bây giờ đây nó chưa có tới tự động tắt ha. Vẫn còn hiển thị là 13V mấy nè. 500 ngàn nha anh em. Coi còn gì bán không, bán hết rồi thanh lý rồi, Tết nhất gì nữa anh em. Giờ đâu có kinh tế khó khăn, đâu có cái gì Tết nhất nữa. Anh em mua xác không, bán xác luôn cho anh em luôn, đẹp quá nè. Còn hai bộ này mình sàn, để tối nay mình sàn nên mai mình giao cho hai anh khách, đẹp tuyệt vời không, cái mạch xịn sò luôn anh em. Chung mình bán những khách làm dịch vụ, anh em mua lại rồi mua nữa, đảm bảo mua nữa, về sử dụng là sẽ mua nữa. Còn anh em dùng gia đình chắc không có nhu cầu cái thứ hai đâu. Thì anh em sử dụng cái này mình nói trước nha, để anh em sử dụng, tại vì vấn đề pin và đồ điện tử anh em không để bỏ hàng tháng hàng năm được ha. Anh em dù nó có chức năng sạc điện thoại, cổng ô tô các kiểu thì thỉnh thoảng anh em cũng cho nó sạc xả để nạp xả ha, cho nó ăn rồi nó tiêu, chứ mà cho nó ăn rồi nó ngủ hoài nó ngủ luôn ha. Pin xả cao này nó cũng khá là đắt tiền ha. Anh em cũng chú ý chỗ đó để mình bảo quản, mình cho nó kỹ càng vậy để nó bền với thời gian với mình thôi. Còn cái mạch hai lớp, kích này là kích 12-24 nha anh em, chứ không phải là dạng kích 12 không, nó khác. Anh em mua xác thì liên hệ mình bán xác cho về nghiên cứu, tức là bán xác là có mạch, có vỏ, dây kẹp này không, là không có pin.
anh em muốn về lắp pin nào á thì anh lắp, nói chung là cũng cái mặt là hên xui, coi bán sát là hên xui nghe. Về sửa anh em lấy pin pin sắt, mấy cái pin đóng 14W vào, anh em vào đây có dắt kết nối sẵn, anh em thử sạc, không được đem thợ thử cho nó làm mà cho nó sạc lại thôi. Còn nếu sử dụng 12V thì anh em đấu trực tiếp 12V luôn, khỏi sử dụng xe 24. Còn này là zin mình bán, để zin 12 và 24. Đó, nếu ví dụ anh em đóng pin sạc cao vô đây mà nó 12V thì thoải mái, bỏ đi một cái giắc sạc thôi, bỏ đi một cái giắc ba lăng thôi, thì anh em mua sát mình bán cho anh em thôi. Chung là bán sát nội dây kẹp bình nè, cái mạch này, đồ linh kiện là rất giá trị nha anh em. Kẹp bình này anh em thấy không, phải mua hơn 100.000 mới được hai kẹp này, chưa tính tiền dây. Mình bán chỉ 250.000, 250-300 thôi, tùy theo bộ. Dù cũ 250, đẹp, muốn lựa đẹp thì 300, vậy thôi, sát là không pin. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này, có nhu cầu liên hệ mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.